Hello, xin chào anh em nha. Chào toàn thể anh em luôn. Đây là kênh YouTube Máy Thủy Nhật nha. Hàng về sáng nay về mới về hai con. Một em bên này là Yamaha CH 105 mã lực nha, 4 CH 105. Bên đây là 4 CH ST 160 mã lực nha. Rồi cao nhất hiện nay luôn, 4 CH ST 160 mã lực, trục bô xe hàng gió nha, trục bô nằm sau nè. Và xài hộp số IX50 nha, 2.91. Máy rất đẹp nha. Mặc dù có giờ dập vài sổ nhưng dập làm sao mà về để cho em vậy thôi. Mình sẽ quay cho cận cảnh em xem nè. Ống hơi rất là mới ha, ông chủ hơi khỏi suy nghĩ nha anh em. Nhiều nước sơn dập ở chỗ anh em có nhu cầu sơn phết thì mình sơn phết anh em nha, nhưng mà máy nô rất là chuẩn, garanti rất là nhuyễn nha, không có khói trắng, không có hơi thừa gì cả. Giờ mình sẽ nạp cho anh em xem nha, chất lượng thế nào nha. Cái tông em này là 105 nha, 4 số bắp, trọng lượng em này là 750 kg nha. Máy nổ rất là nhuyễn ha, máy bãi mới về Việt Nam chưa sơn quá đây cả, nổ rất là chuẩn luôn, rất là chuẩn. Giờ mình nạp cho bên xem nha. Đây là địa chỉ 688 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Anh em nào muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại bên dưới nha. Muốn có nhu cầu xem máy nổ máy nào khác thì vui lòng để tên máy phía dưới nha. Muốn xem hình ảnh trực tiếp hai clip thì vui lòng liên hệ Zalo số bên dưới. Giờ mình nạp anh em xem nha, đóng cho Mỹ kiểm chất lượng bên dưới nha, em nói nha.